Slowly anh em nhé. Hôm nay mình sẽ bắt con gà tê của mình ra. Mình thuần hóa nó các bạn ạ. Cho nó đậu cầu. Cho nó quen người. Hôm nay mình cho nó đậu cầu với lại nó thân thiện với con người. Thuần hóa gà tre dạng người này các bạn, thường xuyên tiếp xúc với nó cho nó ăn nhé các bạn nhé. Thì hàng rất là hàng sai các bạn ạ. Cho ra mình thuần hóa nó quen người. Các bạn muốn gà mà thuần hóa thì các bạn phải hay gần nó các bạn nhé. Dễ mà nó dĩa lên má cũng thích. Đang gọi má. Xem nó có nạ chua gà má.